thưa sư con là phật tử tại gia khi có người xâm tổn đến tài sản của mình như là xe đồ dùng của mình thì con nên ứng xử sao cho hợp lý Thư sư văn hệ giải thích giúp con ví dụ như họ cố tình làm cày xe và làm hư hao tài sản của mình thì không biết là quý vị nghe có rõ hay không. À, nếu mà nghe không nghe không rõ thì báo cho sư biết ha. Thưa quý vị, cái tất cả các cái phương pháp ấy, nó còn à, tùy thuộc theo cái khả năng của mình nếu như uh, nó giống như một người mà yếu quá thì họ phải dùng cái phương pháp khác còn một người mà họ đã có bản lĩnh thì họ sẽ dùng một phương pháp khác ví dụ như khi đối diện với uh, thú dữ uh, thì cách ứng xử của một cái anh uh, sinh viên uh, học ở thành phố mà về quê lên rừng đi chơi mà gặp thú dữ cách giải quyết của ảnh nó sẽ khác và cách giải quyết của người dân người dân sống trong rừng khi gặp thú dữ nó sẽ khác và cách giải quyết của cái người thợ săn thú dữ nó sẽ khác cho nên chúng ta không thể yêu cầu một cái phương pháp giống nhau cho cùng một vấn đề đối với những người khác nhau mà sư thì sư không biết là cái người hỏi đó, cái khả năng của họ như thế nào thì thôi sư tạm chia ra tạm phân loại rồi tự quý vị nghĩ coi mình á thuộc cái loại nào thuộc loại nào thì mình áp dụng cho loại đó uhm. thứ nhất là đối với cái người mà yếu tức là cái cái năng lực của mình chưa có mạnh mình cái khả năng tự kiểm soát bản thân của mình còn yếu là suy nghĩ là có thể cái người đang hỏi thuộc cái phòng trù này bởi vì nếu như mà cái năng lực của mình mạnh thì mình đã không hỏi mà năng lực kiểm soát của mình yếu thì mình mới hỏi thì đối với những người mà cái khả năng tự kiểm soát bản thân mình yếu á thì nó có những cách như thế này một là mình à, suy nghĩ thôi mình có nghiệp của mình nó có nghiệp của nó 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 phá tài sản của mình là nó nó mang tội nó chịu nghiệp thì kiểu gì thì nó cũng sẽ phải cả cái nghiệp đó thôi cho nên là mình không cần phải làm gì hết không cần phải làm gì hết để nhân quả tự nó xử nó như vậy là được rồi đấy rồi theo một vấn đề nữa là mình phải xét xét lại mình coi mình có từng làm cái việc mà nó ảnh hưởng đến tài sản của người khác hay không nếu như mà mình có làm những cái việc đó từ nhỏ tới lớn tính luôn cả cái việc là mình hái trộm xoài nhà hàng xóm tính luôn cả cái việc là mình vứt rác mà mình vứt rác bừa bãi ở ngoài đường Đấy, tính luôn những việc đó xét coi tại vì những việc đó là mình đã làm phiền người khác làm tổn hại đến tài sản người khác thì mình nghĩ rằng mình quá khứ mình có làm những việc đó hay không Nếu như mà quá khứ mình làm những việc đó đó thì thôi nghĩ nhân nào quả đó hồi xưa mình làm mình chịu thôi hồi xưa mình có làm những việc tương tự như vậy thì bây giờ mình chịu những cái những cái việc tương tự như vậy thì nó là việc bình thường hoặc là khi mà mình bị mất tiền, mình bị mất tài sản, thì suy nghĩ coi là hồi xưa là mình có từng tham tài sản người khác hay không, mình có từng lấy cái đồ gì mà người ta không có cho hay không, tính luôn cả việc, tính luôn cả việc mình đi ăn uống mà mình xài đồ nó hao, đồ công cộng, đồ giấy, tâm mình xài nó hao, tính luôn mấy chuyện đó, đấy. À, hoặc là mấy cái thứ mà mình nói là ở cái này của chung của công của chùa à, rồi mình cứ cứ vậy mình lấy có tính có hay không có thì tính luôn à, nếu mà mình có làm mấy chuyện đó đó thì cái việc mà mình chịu cái hậu quả nó là cái chuyện đương nhiên à, thì thành thử nó không có việc gì mà mình phải à, buồn á. Tại vì mình làm mình chịu á. tự tự mình làm tự mình chịu hoặc là có ai đó đó mà cướp đoạt tài sản của mình thì mình quý vị có thể suy nghĩ là nếu như nếu như mình nợ nó đó tức là hồi trước mình gây oan cái với nó mình nợ nó đó thì bây giờ nó trả là quê coi như xong xong chuyện hồi xưa mình nợ nó bây giờ nó đòi thì thôi xong chuyện còn nếu như còn nếu như mà mình không có nợ nó mà nó do cái đời này nó tự nó ăn cái với mình ấy, thì nó sẽ trả nó trong một cái kiếp tương lai chỉ đơn giản như vậy rồi thành ra mình không biết gì phải lo cái gì của mình thì nó cũng sẽ là của mình còn cái gì nó không phải của mình nên thì mình có muốn mấy đi nữa nó cũng không phải là của mình rồi xong đó là cái cách mà sư đề nghị với người uh, kém cái khả năng tự kiểm soát còn đối với người mà họ có tu tập có khả năng kiểm soát nhất định thì họ chỉ cần họ hiểu một chuyện là có cái gì là của mình đâu xưa giờ không có cái gì là của mình hết và bản thân cái gì không phải là của mình ấy cái chuyện nó mất cái chuyện nó hư hao cái chuyện nó thay đổi là cái chuyện đương nhiên, đương nhiên, à, có duyên thì nó đến với mình, không có duyên thì nó thay đổi, không có duyên thì nó mất đi, không có duyên thì nó hao tổn, chuyện đó chuyện bình thường. và những cái vật mà nó hư tổn như vậy, đó nó mất mát như vậy, đó, thì nó chỉ là cơ hội để mình buông bỏ thôi hồi xưa đó hồi xưa ờ, nó còn mới nó còn đẹp nó còn có giá trị thì mình cứ như vậy mà mình cứ bám chấp vào trong nó mình không có buông được nhưng mà cái này nó là cơ hội là cơ hội để mình buông bỏ để mình ly tham ừ. và một người có tu tập ấy, thì họ sống trong một cái trạng thái là chờ chờ nó hư, chờ nó thay đổi, chờ nó mất đi, và một khi nó mất đi là họ chỉ mừng thôi, chỉ mừng thôi. đấy, thì đó là dành cho người có tu tập. Ừ. thành ra tùy với mình là cái hạng gì thì mình xài cái cách tương tự như vậy.